Wow. Các bạn ơi, hôm nay bạn Ken với bạn Châu sẽ chơi cục trò chơi câu cá trong phao nha. Rồi bây giờ bạn Ken con bỏ đồ ăn vô cho con cá đi. Không. Đó, rồi bỏ đồ ăn vô. Đây các bạn ơi, đồ ăn của con cá là hạt nở nha. Đây. Hạt nở. Wow, đẹp quá. Có đổ nguyên rổ vô luôn bạn Ken ơi. Bỏ nguyên rổ vô luôn. Đều ra, để đều ra. Để cao lên, để ba bỏ cho. Rồi bỏ hết luôn rồi. Rồi xong rồi, hôm nay bạn Châu với bạn Ken sẽ cùng nhau thi câu cá nha. Ai mà thắng là sẽ được thưởng. Rồi thi câu cá nghe, ai mà thắng là sẽ được thưởng cái trứng này nghe. Đây một trứng công chúa. Rồi bây giờ bắt đầu thi thôi. Thi đi, coi ai câu nhanh hơn. Thôi con không được bắt tay, con bắt tay là con thua á. Con lấy một câu đi. Con lấy tay rồi sao chị Châu câu kịp con? Thôi giờ lấy thằng câu à, không lấy tay. Chơi lấy tay chơi kỳ lắm, chơi không có lại là chơi thua á. Vậy con bắt tay phải không? Rồi con bắt bằng tay luôn các bạn ơi, bằng Ken bây giờ là hả không có chịu câu mà giờ chơi bắt bằng tay luôn. Rồi, rồi. Rồi các bạn ơi, hôm nay cuộc thi câu cá sẽ thật. Sẽ là cuộc thi bắt cá chứ không phải là cuộc thi câu cá nữa. Đây rồi hả, không có gom nữa hả? Rồi. Rồi cho bạn Ken gom đi. Rồi chị Châu gom phụ em đi. Bỏ chơi lại đi. Chơi kỳ quá, chơi hốt kỳ quá. Nhờ chị câu đi, ai mà chơi hốt kỳ quá. Hốt nữa hả? Rồi hốt đi, coi ai nhiều hơn. Rồi bỏ cái giỏ lên đây đếm đi, đếm ai nhiều hơn. Cái nhiều hơn hả? Con trang gian quá mự. Thôi giờ chơi lại đi, bỏ vô chơi lại lần thứ ba nè. Chơi thắng mới được thưởng cái trứng này chứ. Chơi mà không thắng là đâu được thưởng đâu. Yeah. Bây giờ mình bắt từng con rồi mình nói tên mới được nha. Nói tên mới được bỏ vô giỏ. Rồi Ken bắt trước đi, con đó con gì? Con cá rô. Rồi tới bạn Châu. Bạn Châu chưa chờ. Giờ chị Châu nói con mới được bắt. Rồi chị Châu con gì? Con tôm. Đúng rồi con tôm. Rồi tới bạn Ken. Con ốc. Con ốc giỏi quá. Rồi tới bạn Châu thôi. Con cá gì Ken? Cá chip. Đâu? Cá chip á. Con cá chip là con cá gì? Con cá heo con. Rồi. Con quả trứng. Giỏi quá. Rồi tới bạn Châu đi. Con này con gì Ken? Con ngựa. Con cá ngựa. Cá ngựa. Con cái gì đây? Bạn Ken lượm một con tôm mà bạn Ken sợ giục luôn rồi. Rồi tới chị Châu đi. Con cá rô con. Con sao biển. Hay quá. Một con tôm bự. Bạn Ken có một con tôm các bạn ơi, một con tôm màu cam. Sao biển. Rồi một con sao biển. Một con hà mã. Qua đưa con hà mã coi thử. Con hà mã rất bự. Con hà mã màu hồng. Bạn Châu có một con mực nè các bạn ơi. Có con cá heo. Đâu? Một con cá heo màu hồng hả? Hai con cá heo màu hồng luôn. Rồi cho chị Châu một con. Chị Châu có một con tôm các bạn ơi. Bạn Ken có một cái bánh. Bánh đậu màu xanh. Bạn Ken một con rùa nữa. Chị Châu có chị Châu có con gì? Con cá heo nữa con. Một con cá heo màu xanh. Bạn Ken có một con cá gì ạ? Cá hơi lưỡi búa. Cá lưỡi búa sợ quá hả? Con cá biển á, cá bông á. Ơi con ếch. Một con ếch nó nhảy luôn.
Rồi bắt vô. Con cá với con mực. À, con mực. À, một con cua màu cam. Con bự. Ừ, cua bự hả? Con cá ngựa. Con cá ngựa. Nhìn gì vậy? Dinh ra chứ cục cứt thúi đâu. Ủa cục cứt thúi sao biển. À một sao biển màu cam. Và wow, trên có hai con gì á? Hai con cá đuối. Hai con cá đuối màu đỏ. Cái gì châu một con. Châu cá châu có một con vịt màu hồng. Wow, và trên có một con hải cẩu. Và wow, con rái cá đó, con rái cá. Cái táo. Cái táo. À, một con cá màu cá biển á. Cá heo. Cá heo màu cam. À, một con cá kiển luôn. Con cá biển hả? Đâu? Cá biển á. Con này hả? Ừ, con cá này cá dưới biển nè, cá kiển á. Ủa cái này con chợ quá, cá cắn dục luôn đi. Chợ nó cắn dục luôn hả? Một con cá kiển, cá dưới biển á. Con cá heo. À, một con cá heo màu vàng. Một con cá bự luôn này ta. Ừ. Ôi, chị Châu có một con cá đuối luôn. Cá lưỡi búa chứ. Ba con heo dây cua cổ. À, một con hươu cao cổ. Một con cá. Cá biển màu xanh. Cá ngoài biển mà biết tên gì. Ô, bác có một con gà. Châu có một con cá màu hồng nha, cá rô màu hồng. Ba có này cái gì vậy? Nước á. À, nước á hả? Con có cá heo màu cam. Cá heo màu cam. Cá heo màu xanh nước biển. Rồi. Có một con tên nhỏ xíu. Cá con sao. Rồi bây giờ. Cá màu hồng, con cá biển. Rồi bây giờ lụm nhanh lên nha, lụm nhanh ra lụm nhiều hơn nè. Màu cam. Hai con cá luôn. Wow, ơn Ken chơi gian nữa rồi các bạn ơi. Bây giờ. Ôi. Ôi, ôi. Không có dành nha, bắt từ từ thôi. Chào Ken đi. Rồi lượm mấy cái hộp kia ra luôn nha. Lượm mấy cái hạt nở ra luôn. Ấy rồi. Thôi không có lấy. Mà không có lấy của chị nè, chơi kỳ quá. Chị mà. Của chị. Hồi nãy chị bắt được chị bỏ trong đây mà. Các bạn ơi, bây giờ là bạn Ken với chị Châu bắt đầu là dành đồ chơi nhau rồi. Rồi bây giờ chia cá ra nghe, không có dành nữa nghe. Thôi vậy con đền cho chị Châu một con khác đi. Con cho chị Châu con cá nào? À rồi con đó của con phải không? Rồi vậy con đó của con luôn. Rồi chị Châu cá nào? Cá màu cam của chị Châu hả? Cái này là cái gì vậy? Rồi hạt mỡ bỏ vô rổ đi, rồi hốt bỏ vô rổ lại lên. Rổ kia kia. Rổ kia. Đưa cái rổ lên trước nè, đưa rổ lên trước nè cho các bạn thấy. Rồi. Rồi lượm vô. Lượm hạt mỡ vô. Ê. Rồi lẹ lụm lẹ lên coi chừng nó văng ra ngoài đó. Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Hút hai tay luôn. À, bây giờ vô lấy cái đầu vợt ra vợt đi. Rồi đầu vợt đây mỗi người hai cái. Rồi vớt đi. Wow, vớt ra vớt nhanh nha. Cái được cái trứng, ai vớt nhanh sẽ được cái trứng nè. Wow, ok, vớt nhanh quá các bạn ơi. Hai bạn này vớt nhanh quá, quá. Nhanh nhau ngoài này, chị Châu muốn nhiều quá, nhanh nhau ngoài luôn kìa. Thôi, chỉ từ từ thôi, con không có la, không có nạt nè. Con nạt là hư lắm á, biết không? Lost my partner, what'll I do? Lost my partner, what'll I do? Lost my partner.
Đó, xuống nghe con nạc nó lại kìa. Rồi, sắp xong chưa? Sắp hết chưa? Rồi, giờ chắc nước ra. Chắc nước ra đi. Cho nó ít nước lận đi. Rồi, con để cá lên. Để cá lên thử. Rồi, con nguyên vỏ luôn mà. Con chơi gian mà. Con chơi chơm cá mà. Bộ con nhiều cá lắm hả? Rồi, con nhiều cá lắm hả? Ồ, cá đó chưa nói tên đó. Cá đó còn cá kiếm. Rồi. Mất rồi hả? Rồi, rinh cá vô nhà thôi. Xong rồi. Thắng quả trứng luôn hả? Rồi, vậy vô cho chị Châu quả trứng khác nha. Để ba lấy cho chị Châu quả trứng khác. Để con cho chị Châu quả trứng công chúa đi. Ba cho con quả trứng khủng long. Công chúa. Quả trứng khủng long là của con trai, quả trứng công chúa là của con gái. Hai quả trứng luôn hả? Thôi con ăn một trứng thôi. Đâu ăn nhiều được, ăn nhiều sâu răng á. Rồi đây, máy bay các bạn đi. Máy bay.